cùng với khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư cũng đang tích cực đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công các gói thầu đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Gói thầu số 1 điểm đầu tại km 134 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, điểm cuối tại km 154 thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. Với chiều dài 20 km, địa hình thi công đồi núi cao hiểm trở rất khó khăn, do đó đòi hỏi phải huy động tối đa nguồn lực. Các đơn vị liên danh nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ, huy động máy móc thiết bị, thực hiện công việc san gạt mặt bằng, đào bóc hữu cơ. Sau hơn một tháng phát động khởi công, đã hoàn thành khối lượng đáng kể theo đúng tiến độ và cam kết với chủ đầu tư. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện tại thì công ty đã tập kết đủ vật tư, thiết bị, nhân lực để triển khai đồng loạt 2 mũi thi công cầu và 3 mũi thi công đường, và để cố gắng đảm bảo cái tiến độ đã cam kết là sẽ hoàn thành dự án vào 30 tháng 9 năm 2022. Các gói thầu khác của các đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây cũng đang được tập trung nhân vật lực để san gạt mặt bằng, chuẩn bị khởi động cho các công đoạn tiếp theo với tinh thần khẩn trương. Tính chất của dự án cấp bách và đáp ứng cái sự mong mỏi của nhân dân cũng như là cái tiêu chuẩn của dự án rất là cao. Do vậy chúng tôi là không có châm trước bất cứ điều kiện gì về mặt kỹ thuật, tất cả cái điều kiện đảm bảo thi công dự án là nhanh nhất, đúng theo tiêu chuẩn của dự án là 24 tháng. Và sẽ cố gắng là phấn đấu là vượt trước tiến độ, tuân thủ cái chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và đảm bảo với cái quy trình quản lý chất lượng của dự án và tuân thủ cái yêu cầu của chủ tư và cũng như tư vấn giám sát về mọi vấn đề về quản lý chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, địa phương để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của bộ và địa phương theo các điều kiện hợp đồng đã ký kết, chú trọng công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chúng tôi xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, do đó là ngay từ lúc mà lựa chọn các cái nhà thầu, chúng đã lựa chọn nhà thầu với đủ cái kinh nghiệm cũng như là có năng lực để thi công. Thứ hai nữa là khi mà triển khai thi công, chúng tôi yêu cầu phải tuân thủ theo các điều kiện hợp đồng, theo quy định pháp luật và triển khai thi công ngay từ những ngày đầu. Và phải đảm bảo cái việc là thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án trong từng cái công đoạn. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, làm hình mẫu, nhân rộng trong chỉ đạo điều hành các gói thầu triển khai sau. Khẩn trương thi công dự án đường cao tốc góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng chống dịch thành công, vừa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Bộ Giao thông Vận tải cũng đang tích cực để sớm triển khai các gói thầu còn lại nhằm tạo sự đồng bộ, kết nối trong quá trình thực hiện để mang lại kết quả cao.